ở trường gì? Hòa đồng tốt bụng mê trai đẹp. Ở trường hiền lành tốt bụng. Không không, sở trường mê trai đẹp. Em tên là Quản Thị Loan ạ. Hả? Quản Thị Loan. Làm công việc gì? Em làm kế toán. Kế toán. Mời bạn trai. Em tên là Huỳnh Văn Quý, 25 tuổi, hiện là chuyên viên tài chính. Một bên là kế toán, bên chuyên viên tài chính, có hợp lý nhau rồi đó. Quê đâu? Dạ quê ở Tiền Giang. Làm ở đâu? Dạ làm ở đây. Ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Bây giờ lấy vợ về quê hay là ở đây? Dạ ở đây. Đẹp trai vậy ha, chắc nhiều người yêu lắm hả? Ế giờ không có ế đâu. Cũng có nhiều mối tình lắm nè, khai thiệt đi. À em có hai mối tình. Ờ thấy chưa. Mối đầu tiên là mấy năm? Dạ mối đầu tiên là một năm mấy. Mối thứ hai? Dạ gần năm. Rồi mối thứ ba? Dạ chưa có. Nếu có? Nếu có là chắc trọn đời. À nhất quá tao nữa. Loan có sở trường gì? Hòa đồng tốt bụng mê trai đẹp. Thế thích sở trường anh. Hiền lành tốt bụng. Không không, sở trường mê trai đẹp. Em thấy trai đẹp là tim em đứng rồi. Đang làm việc cái gì thấy trai đẹp vào là công ty rầm rộ gọi tên em thôi chứ không cần kiếm ai. Sở trường em giống chị Cát Tường á. Thấy trai đẹp là công ty gọi tên em. Dạ. Hồi đó giờ cua được ai không? Cua thì cua thôi, nhưng mà mình không có cảm tình chị, thì mình làm sao mình dành tình cảm cho họ được. À đẹp đẹp coi cho vui mắt vậy thôi đúng không? Ba đồ quỷ đó mà có gì đâu mà mê gì trời. Có gì đâu. Nhưng mà thật sự mối tình thì có được bao nhiêu mối tình rồi? À, từ năm 19 đến năm 22 thì em 5 mối tình. 5 mối tình? Mấy mối? 5. Trời, mối đầu tiên mấy tuổi? 19 tuổi anh. 19 tuổi biết yêu rồi? Dạ. Rồi cái mối mà thứ 5 đó là hồi nào? Năm 22 tuổi, chia tay 3 năm rồi anh. Ủa chị kỳ vậy? Từ 22 quen nhau có chút rồi hả? Dạ, quen nhau 2 tháng rồi. Có mối tình nào sâu sắc, có kéo dài dài không? Mối đầu tiên luôn. Mối đầu tiên, bao lâu? 6 tháng. Rồi định mối này mấy tháng? Chắc là nếu mà quen cảm thấy hợp thì tiến tới hôn nhân luôn anh. Chứ đừng quen có 2-3 tháng bỏ anh ta vào tội nghiệp nha. Đâu có. Đàn ông tội lắm, bỏ đàn ông tội nghiệp lắm. Kìa mấy tháng không à? Mấy tháng không à? Tính bằng tháng, không tính bằng năm. Cái khuyết điểm của mình là gì? Khuyết điểm của em hả? Sợ ma, sợ rắn, sợ chết. Và có một chút máu khùng khùng trong người đó chị. Có một chút máu khùng khùng trong người bên kia nghe không? Máu khùng là khùng sao? À, khi em buồn á, em thích cắn nè, nhéo nè, đá người khác. Thôi thôi, ghê vậy. Cắn, cắn nhéo được rồi, phụ nữ mà đá là đá làm sao nữa? Thì chưa đủ cơn tức giận thì mình đá họ thôi. Hồi đó giờ đá nhiều người chưa? Nhiều lắm rồi. Đá 5 thằng rồi đó. Đâu có. Hồi đó giờ có bị ai nhắc nhéo đá chưa? À, dạ chưa. Cái này bị nè. À, mẫu người bạn trai lý tưởng của bạn là người như thế nào? Thứ nhất là tuổi tác. Sinh năm 84, 86, 87, 90. Gì tùm lum vậy, có coi tuổi nữa hả? Có chị. Điều nào không thích ở người bạn trai? Gia trưởng, không tôn trọng bạn gái, không quan tâm chăm sóc gia đình. Vậy thôi, cũng đơn giản quá ha. Được. Nè nè nè. Chơi gì? Trời ơi, đẹp trai quá. Dễ thương quá. 25 tuổi hả? Dạ. Sao giống 20 vậy? Cũng mấy lần bị trục xuất rồi đó. Nè nè. Dạ. Có cái chiêu nào trị lại mấy cái chiêu cắn nhéo đá không? Dạ, nhốt phòng đóng cửa lại. Trời ơi, còn chết nữa. Vô phòng đóng là còn chết nữa. Không, nhốt nhỏ kia mình hả? Nhốt mình hả? Dạ. Nhốt mình bỏ chạy hả? Nhốt tắt đèn nhốt hai đứa. Thích mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ, người bạn gái của em á là em ưu tiên hàng đầu là vấn đề về gia đình. Có một người bạn gái lo gia đình á thì sẽ về vấn đề mẹ chồng hàng dâu sẽ tốt hơn. Cái thứ hai nữa là về bạn gái phải có chút xíu về khía về kinh tế. Và thứ ba là bạn gái phải vui vẻ, dễ giao tiếp chứ không có khó gần hoặc khó giao tiếp. Bên đây thì vui vẻ lắm luôn, vui quá luôn, quá vui luôn. Khùng khùng chút được không? Đó, đây có tính bớt khùng lên. Hơi khùng á. Em thích dịu dàng hơn. Dạ. Dạ. Điểm nào không thích ở người phụ nữ? Dạ, điểm không thích đó, thứ nhất đó là các tệ nạn. Vì cái thứ hai nữa là người bạn gái đó phải có đặt lòng tin vào người bạn trai mình. Tại vì có nhiều bạn gái ghen tuông quá hoặc là đặt lòng tin không cao vô bạn trai á, thì có chuyện tan vỡ tình cảm rất là cao. Rồi để chị nghiên cứu bên đây thấy hình như chưa ổn lắm. Nè, làm dâu được không? Làm dâu chuyện nhỏ thôi chị. Hôm nay em đi có ai theo ủng hộ không? Dạ, em đi có chị gái sinh đôi với các bạn và đồng nghiệp công ty em ạ. Chị gái sinh đôi? Chị gái sinh đôi. Ủa sao hơi khác nhau vậy? Sinh đôi mà đâu có giống gì nhau đâu trời. Chào em. Em chào chị, em chào anh Quỳnh Linh. Chị gái sinh đôi sao có cái ấy rồi mà em gái chưa có. Thấy bạn trai bên đó như thế nào? Nhìn được, hiền lành, chững chạc,
Em gái em thì sôi nổi, anh đi chững chạc vậy phù hợp. Ủa mà chị nó nghe là em giận chồng em có đá không? Em với chồng em thì sống hạnh phúc lắm, vì vậy không có chuyện đá. Sao hai chị em sinh đôi mà không cô em không giống cô chị vậy? Sao mà bạo lực vậy? Tại sinh đôi chắc khác trứng đó chị. Cô trứng thì giống. Vụ này khác trứng chắc rồi. Rồi cảm ơn em. Bây giờ chưa thấy mặt nhưng mà em nhìn chị sinh đôi ở dưới. Rồi nãy giờ nghe bên đây nói chuyện, em hình dung bạn gái bên này như thế nào? Em đoán thử coi được bao nhiêu phần trăm cái tiêu chuẩn của em. Chàng vậy đó. Về tiêu chuẩn ngoại hình á thì do bạn này có cái bụng rồi nên không có đoán được. Rồi về bề ngoài thì em thấy là khá đẹp chị. Tính cách á thì bạn thật sự là lanh hơn, sôi nổi hơn em, thì đó cũng là một cái ưu điểm lấp đi khuyết điểm của em. Chị cảm thấy người bên cạnh em có hợp với em không chị? Chị thấy ngoại hình là cỡ 90% hợp với người trong mỏng của em á. Còn nội hình là đẹp thì trai sao? Nội hình thì không biết anh, phải để cho em nó khám phá. Đoán nội hình nữa. Ủa mà em người trong mộng của bạn em là sao? Đẹp trai, đeo mắt kính chị. Rồi chúng ta kéo mặt cho đây. Hai bên nói chuyện với nhau. Chúng ta sẽ có 2 phút để trò chuyện với nhau. 2 phút bắt đầu. Chào bạn. Cảm ơn. Lần đầu tiên gặp mình bạn cảm nhận thấy như thế nào? Sau mỗi ngày, rất là nhiều ngày chờ đợi cũng không có thất vọng. Mình có một câu hỏi muốn hỏi bạn. Nếu một trường hợp mà mẹ chồng và nàng dâu hai người cùng vớt xuống sông đều không biết bơi thì bạn sẽ cứu ai? Thì trước tìm cứu mẹ trước. Rồi cái này mình duyệt. Mình sẽ cùng với bạn kia đi theo con dòng sông. Rồi. Cứu mẹ thì cơ hội kia không còn để cứu bạn đâu. Không, nhưng mà mình luôn ủng hộ bạn sẽ cứu mẹ chứ. Không mà cứu mẹ xong là được rồi, còn sao nữa? Nghĩ theo bạn gái luôn chị. Chi vậy? Chứ giờ cứu mẹ rồi ở lại sống một mình chị. Cứu mẹ xong bỏ mẹ câu sống này mình. Sách dở lắm rồi. Cái câu trả lời là gì? Cứu mẹ xong rồi nhảy theo người yêu chết với người yêu luôn á. Chi vậy trời? Câu này là sách dở. Mà tôi á là tôi trả lời là cứu mẹ rồi cứu vợ lượt luôn. Cứu được không anh? Được. Tôi á là tôi trả lời á, tôi cứu ai gần tôi nhất. Đúng không quý vị? Vỗ tay. Không lẽ mình đang đứng đây mẹ mang tốt đó, vợ đứng đây đạp vợ ra qua đây cứu mẹ. Không lẽ vậy? Phải không? Không, cái này tôi bảo vệ quan điểm của bạn trai là cứu mẹ trước. Cho dù mẹ xa vậy đó, ưu tiên mẹ trước. Đúng không? Nhưng mẹ mình già yếu rồi, vậy cứu mẹ trước. Cảm ơn bạn. Bạn đó được hay. Theo bạn thì trong chuyện tình cảm và niềm tin thì bạn đặt cái nào lên hàng đầu? Niềm tin. Cùng ý kiến mình. Bạn có biết sắp xếp thời gian giữa công việc và gia đình? Đang trong thời gian này mình sẽ sắp xếp 3 thứ lại: công việc, gia đình và tình cảm. Tại vì đến giai đoạn này là giai đoạn cũng bắt đầu bước vào tình cảm. Định hướng của mình đó là trước năm 29 tuổi mình có gia đình. Thì không biết là bạn có định hướng là sớm hơn hay là như thế nào không? Mình thì quen từ cỡ một năm. Một năm là mình có thể kết hôn. Đúng rồi, phải năm trở lên chứ mấy tháng là không được đâu á. Thì bạn rất có nhiều về tình trường, tới 5 mối tình trải qua là những tình trường đó bạn đến và kết thúc á, nhiều sự cố hay là vì vấn đề về gia đình? Tại vì mình rất ngại về vấn đề là chia tay về gia đình. Không, mình 5 mối tình đó thì mình kết thúc là do cái niềm tin của mình không còn đối với người kia. Nó nghe là xí xí. Không lẽ giờ hai bạn yêu nhau mà cứ bạn mình hoài. Bạn tối nay đi ăn cà rem không bạn? Anh sinh năm 90. Đó, thấy chưa? 91. Thì em sinh năm 91. Đó, thấy chưa? Bạn cho mình hung cái đi bạn. Cho mình hỏi bạn có khiếu về kinh tế không? Kinh doanh không? Mình rất thích kinh doanh. Sau này mình có thể đó mà kinh tế mình vẫn thì mình có thể mở một cái cửa hàng sữa để buôn bán. Mình đang cần một người để quản lý cái cửa hàng của mình. Cửa hàng gì? Cửa hàng gì? Cửa hàng gì vậy? Mình cửa hàng về gạo. Gạo hả? Kệ gạo, sữa, đường, nước cũng được. Mình hãy tỏ tình với nhau một câu. Mình rất thích cái đồng tiền của bạn. Vậy hả? Vậy thì sau cuộc này mình hẹn hò là bạn sẽ có cái đồng tiền rồi. Hết thời gian. Anh nghĩ rằng cô gái rất là vui, nói khùng khùng trong ngoặc kép thôi, nhưng rất là thông minh đấy. Suy nghĩ thật kỹ, xem mình có bấm nút hay không nha. 1 2 Đẹp trai đẹp gái. 3 Chúc mừng hai bạn nha.
Và một món quà đầu tiên dành gửi tặng hai bạn đó là cặp loa Soundmark i5. Nghe nhạc về tình yêu các bạn nhé.